chào toàn thể anh chị em ha chào mừng anh chị em mình trở lại với kênh trải và game blog thì hôm nay em lại tiếp tục lên clip nói về mai vàng hôm nay thì lịch âm lịch của mình nó cũng đã rơi vô là ngày 7 tháng chạp rồi ha thì giống dạng chúng ta còn khoảng 7 cho tới 8 ngày thì nói chung nó khoảng là một tuần anh chị là chúng ta sẽ đến thời điểm lại lá mai ha thì hôm nay em lên clip này cái thứ nhất thì em cũng sẽ cập nhật tình hình nút nụ cho anh chị xem để anh chị có thể kịp thời theo dõi cây mai của mình chăm sóc ở nhà nó như thế nào ha thì mình sẽ có thêm cái hướng xử lý thì đầu tiên em muốn chia sẻ với anh chị thế này có khá là nhiều anh chị nhắn tin hỏi em là cây mai hiện tại bây giờ nút còn nhỏ thì phải làm sao cái vấn đề này em đã nói trong những cái clip trước rồi, ha cách đây một vài clip em đã có nói thì bây giờ trường hợp cây mai nào mà nút nụ nó còn nhỏ thì anh chị kiếm nơi nào thật là nắng ăn đủ nắng từ sáng cho tới chiều anh chị đỡ giùm em ha cố gắng giùm em và đồng thời anh chị tiến hành rong lá ha, thì những anh chị sẽ rong hôm nay nó đã rơi vô là ngày 7 rồi nếu mà nút còn quá nhỏ nó chưa có dấu hiệu chuyển mình thì anh chị có thể rong lên khoảng 40 phần trăm anh chị cứ rong lá nó còn lừa thưa thôi ví dụ trên một nhánh như thế này đi đừng lá vậy thì anh chị cứ rong đang chờ trong lá này thì chờ lá bên đây rong lá bên đây chừa lá bên đây thì chúng ta cứ cách biệt cách biệt vậy chúng ta rong ra để chi để cho lá nó không còn tiêu thụ cái chất dinh dưỡng của cây mà nó để cho cái chất dinh dưỡng khi mà cây nó ăn được trong các lần món phân gần đây nhất nó sẽ đẩy lên nó nuôi nút nụ ha thì lúc đó cái nút nụ ta nó mới mau phát triển và đồng thời nó sẽ được nhận đủ ánh sáng tại vì sao anh chị phải hiểu tại sao mà cái đọt này nó lại nở hoa nhiều hơn và nó dễ nở hoa hơn là các nhánh chân tại vì những cái đọt nó sẽ ăn đủ nắng hơn nó ăn nắng từ sáng cho tới chiều giờ nào nó cũng là cái thằng gặp nắng đầu tiên nắng hướng nào nó cũng gặp nắng ha còn cái những cái nhánh tàn ở phía dưới này, này nè ví dụ như nắng ở buổi sáng nó dọi hướng này của em đi thì chỉ có bên kia bên đây nó mới có nắng bên đây nó sẽ không có nắng mà nếu buổi chiều nó gọi từ đây qua thì chỉ có ở đây có nắng bên kia sẽ không có nắng anh chị hiểu ha thì đâm ra nó sẽ có những cái có những cái nó sẽ nở ngon là do nó ăn nắng chiều và có những cái nó sẽ nở chậm thì rồi đó là một vấn đề vấn đề thứ hai anh chị sẽ thấy có trường hợp là nút nụ của mình à, bên lớn bên nhỏ đó thì anh chị cũng sẽ lưu ý giùm em thì bên nào nút còn nhỏ anh chị rong nhiều lá hơn mình 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 nụ lớn một xíu và đồng thời anh chị sẽ quay cái hướng mà nụ nhỏ ra cái hướng nắng chiều dùm em nắng càng nhiều càng tốt làm sao nó ăn được trọn vẹn cái nắng chiều nắng gọi là nắng nóng nhất có thể thì cây mai của mình khi đó nó sẽ hấp thụ được cái 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 cái, ánh nắng và làm cho nút nụ nó to lên ha thì bây giờ em sẽ cập nhật nút nụ của em để anh chị xem cái cây của mình nó như thế nào ha điển hình đây anh chị thấy hôm nay này, những cái nút này nè nó vàng đồng nhưng mà anh chị xem là hôm nay nó bắt đầu nó đã tròn lên hết rồi ha đó thì không biết cây mai anh chị như thế nào à, anh chị thấy ở dưới chân của nó xanh lên không là nó đang nó đang bông cái lớp lụa ngoài Ha, à, anh chị thấy còn những cái này nó đã bông rồi nè anh chị thấy nó xanh lên nè à, anh chị xem giùm em ha đó là những cái này đã ra bông thì em sẽ cập nhật cây này nhưng mà em qua cái cây dễ nhìn nhất cho anh chị xem đó là cây dạo thủ đức ha cây này cũng vậy nè cây này cây ghép một mùa của em nè nút nụ nó hôm nay nó cũng tròn lên hết nó cương xanh lên hết rồi ha thì tình hình như vậy thì nó khá là khả quan tại vì khi như vậy á, thì cây mai chúng ta sẽ nở rất là đạt như thế này nó ăn phân được rồi anh thấy nó sẽ lùa nữa ha đó thì cái vấn đề khi chúng ta cho ăn phân chúng ta phải chịu là nó sẽ bị một hai một hai một hai bông nó nở chúng ta không thể nào là cản nó không nở được ha nhưng mà chúng ta phải hy sinh một phần nhỏ đấy phần lớn thì ở đây em cây thủ đức này anh chị dễ xem nhất nè hôm nay anh chị xem các cái nút nụ đó này hôm nay nó chọn nữa ha như thế nào nó lên cái đầu bi hết á nó không còn là hình ngồi viết nữa mà giờ nó lên như viên bi người như toàn bộ luôn lúc nào cũng vậy nó sẽ lên tròn do anh chị thấy nè nó đang lột lụa này nó anh chị thấy nó xé cái lớp lụa ngoài ra đó là cây của chúng ta nó đã chở mình hình công này anh chị thấy nè nó xé ra anh đây nó còn bắt đầu nó thấy nụ luôn nè đó thì những cái này là những cái nút nó đã trở mình thành công thì những cái này bây giờ lớp lụa nó còn rất là mỏng thì tùy ha ví dụ những cây nó trở mình tốt về vậy lớp lụa nó đã còn rất là mỏng rồi thì có thể chúng ta sẽ lặt lá mai trễ hơn ví dụ như những cây lụa nó còn như vậy nè ví dụ ví dụ như các dòng dạo mà lúc nụ mà tới ngày lại lá nó như vậy thì chúng ta sẽ lặt vào ngày 15 tháng chạp ha còn những cái nút mà nó lột lụa đó lúc này nó lột giống như là cây thủ đức này chị thấy nó lột còn mỏng không đó nó lột hết những cái lớp lụa ngoài này nè thì đây nó còn xanh nè giống như cây thủ đức nè thì những cái này có thể chúng ta sẽ lật vào 16 có khả năng luôn cả lên 17 nếu như mà chúng ta nhìn nó ống ánh thấy luôn cái cái cái, nút xanh ở bên trong ở cái nụ xanh ở bên trong thì có thể lên tới 17 chúng ta là tại vì những cái đó khi chúng ta lật ra nó gặp nắng là nó sẽ bung rất là dễ và nó không còn nhiều lớp lụa để mà nó cản kiềm hãm được cái 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 độ bung của 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 của, của nút chỗ nụ anh chị hiểu ha thì đâm ra là có thể chúng ta sẽ lặt trễ hơn một hai ngày cũng được và đồng thời khi lặt xong thì chúng ta kẻ ngắt nước cho nó khoảng mấy ngày từ ở ví dụ như giờ 15 lặt đi, anh chị sẽ ngưng nước cho tới 16, 17, 18, tới 19. Anh chị lại pha một cửa dưỡng rễ, anh chị tưới vào để cho cây chúng ta nó hấp thụ thời điểm đó. hấp thụ nó đẩy đẩy lực lên để cho cây chúng ta nó bung điều trống ha thì thường anh chị phải biết là từ ngày 15 chúng ta lặt thì tới 19 20 bắt buộc phải bung cháu và đến 22 hoặc 23 là cây phải lú đậu xanh đó anh chị phải biết nè 22 23 là cây anh chị bắt buộc nó phải chớm xanh vậy nè đó anh chị phải thấy ha đó, 22 23 đó từ 21 và 23 cây phải chấm xanh như vậy thì nó mới là đạt còn nếu mà 21 và 23 mà cây của chúng ta nó chỉ mới có trắng như vậy là là không kịp anh chị ha anh chị lưu ý mà thì để tới thời điểm nó có những cái em sẽ nhắc anh chị nó sẽ có những trường hợp như vậy thì anh chị nào có những trường hợp đi sớm đi trễ anh chị có thể nhắn tin riêng em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách giải quyết để cho mình có được cây mai chọn diện cho năm cho tết năm 2020 bốn này ha rồi thì bây giờ em sẽ quay vô chủ đề chính của hôm nay thì hôm nọ em đã tưới phân một lần ở đầu tháng và hôm nay sau 7 ngày em sẽ tiếp tục tưới một cử phân nữa ha để giúp cho cây chúng ta nó phát triển đồng loạt các cái nút nụ để cho giúp cây nó lột một cái lớp áo lụa bên ngoài tốt nhất có thể để cho nó dễ nở và nó nở đồng loạt hơn và vào cuộc vào, vào cái 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 mùa xuân này ha thì hôm nay em sẽ bón phụ thêm thằng Acerot à, Acerot, anh chị biết Acerot nó sẽ là chất điều hòa sinh trưởng nó sẽ giúp cho hệ rễ chúng phát triển được mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ kết hợp nó cùng với N3M thì cũng như liều hôm nọ hôm nay em vẫn pha N3M là một gram tại vì anh chị phải hiểu vậy nè cây của em nó đã nút nụ nó đã phát triển rồi ha anh chị thấy nè nó đã phát triển nó tròn nút lên hết rồi thì bây giờ em vẫn bón theo cái lượng cũ chứ em sẽ không tăng liều nữa tại vì khả năng nếu anh tăng liều thì cái khả năng cao cây nó sẽ bị bung sớm tại vì hôm nay mới mùng 7 thôi chúng ta còn từ 7 cho tới 8 ngày nữa chúng ta mới đến ngày lại là. mà nếu chúng ta ham cho cây ăn phân quá nhiều thì có khả năng hôm nay chúng ta cho nó ăn quá nhiều thì có khi vào 3-4 ngày sau cây chúng ta nó sẽ bị bung. <laughs> anh chị hiểu em ba bốn ngày sau nó sẽ bung một đợt và nó bung thì coi như chúng ta sẽ hãm nó không được nữa ha anh chị lưu ý giùm em mà thứ nhất là hôm nay chúng ta sẽ bón acerot cộng với N3M liều nhẹ là n ba m một gram acerot anh chị đi dùm cho em là 0.5 ml cho một lít anh chị nhớ ha không năm ml cho một lít chúng ta tưới như bình thường ha để giúp cho cây chúng ta nó phát triển là hệ rễ và đồng thời nút nụ chúng ta nó sẽ trở mình được mạnh mẽ hơn ha thì từ nay tới ngày 14 15 tháng chạp thì nút nụ chúng ta nó sẽ được phát triển một cách gọi là tuyệt đối nhất có thể ha thì bây giờ em sẽ tưới thì phạm cho anh chị xem cái này ha thì cũng như chắc lần trước thôi đó nào và, và hôm nay thêm một cái là acerot để giúp cho rễ nó tái tạo và nó có thể hút được thêm nhiều chất dinh dưỡng hơn để cây chúng ta nó khỏe hơn nè đây ha đây làm đã pha sẵn cái liều để mà em tưới cho cho bốn cây em chơi tết trong năm nay nên chị thấy lá nè mai hôm nay bắt đầu nó xuống lá từ từ thời điểm này nó phải tự rớt lá ha em không ngừng rong nó cũng tự rớt tại vì cái nút nó quá già thì cái lá nó cũng đã đến thời điểm chín mùi rồi thì bây giờ nó cứ gió qua nó sẽ đụng thôi. giống như mà em đụng em chỉ cần đụng vô thôi là tự nó lãi đụng vô thôi nó tự lá chứ em không cần lại thì khi đó mình lãi cây nó mới không tổn thương cái nhánh của cây ha rồi bây giờ em sẽ tưới thị phạm mình chị xem ha, đây em cũng tưới như thử Đó, ria qua. Rồi anh chị nào đang có cây thì cũng ráng chăm sóc kỹ trong cái thời gian này ha để giúp cây mai chúng ta nó phát triển được toàn diện nhất có thể để chúng ta có được một cây mai chơi trong cái xuân 2024 nha rồi thì video em đến nay nó cũng dài anh chị xem video thấy hết vui lòng cho em xin một like một chia sẻ và đăng ký kênh đồng thời bật luôn cái chuông để nhận những thông báo video mới nhất bên em rồi em cảm ơn cho anh chị chúc anh chị chăm cây thật là vui vẻ